Xin kính chào quý vị và bà con ngư dân. Dự báo do ảnh hưởng của một đợt gió mùa đông bắc thì từ gần sáng ngày mai, ngày 30 tháng 11 ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, gió chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 7 và giật cấp 9. Khu vực vịnh Bắc Bộ, sóng biển sẽ cao từ 2 đến 4 mét và khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, sóng biển sẽ cao từ 4 đến 6 mét, biển động mạnh. Muộn hơn một chút, từ ngày 1 tháng 12, gió Đông Bắc cũng tăng dần cường độ tại các vùng biển từ Quảng Trị cho đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Thuận xuống đến Cà Mau và khu vực giữa Biển Đông. Tình trạng biển động hơn và gây khó khăn cho các hoạt động lưu thông của tàu thuyền. Riêng khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Trường Sa, mặc dù gió Đông Bắc không hoạt động mạnh như các vùng biển phía Bắc, nhưng từ ngày 1 tháng 12, mưa dông sẽ tăng nhiều, kèm khả năng có lốc xoáy, gió giật mạnh đi kèm và ảnh hưởng đến các hoạt động hàng hải trên khu vực này. Chủ các tàu thuyền cần phải hết sức lưu ý, theo dõi sát sao các bản tin dự báo thời tiết để chủ động phòng chống an toàn. Đến với các tuyến hải trình ra vào đảo, thưa quý vị và bà con ngư dân, trong 2 ngày tới do ảnh hưởng của một đợt gió mùa đông bắc nên trên tuyến hải trình từ Hải Phòng ra tới đảo Bạch Long Vĩ, gió đông bắc liên tục hoạt động mạnh ở mức cấp 6, cấp 7, sóng cao từ 2 cho đến 4 mét và không an toàn cho các hoạt động hàng hải. Trong khi đó, với khu vực biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, trong đó có tuyến Sa Kỳ ra huyện đảo Lý Sơn, gió sẽ thịnh hành hướng đông bắc, thời tiết và tình trạng biển sẽ chưa có nhiều biến đổi trong ngày mai. Tuy nhiên, thì từ đêm mai sang ngày 1 tháng 12, gió Đông Bắc tăng cường độ lên cấp 6 và khiến biển động, sóng cao từ 2 đến 3 mét cùng mưa dông xuất hiện nhiều nơi, gây khó khăn cho các hoạt động hàng hải trên tuyến hải trình này. Dự báo thời tiết xấu và tình trạng biển động trên tuyến hải trình này sẽ còn kéo dài trong những ngày đầu tháng 12. Bà con ngư dân nên hạn chế các hoạt động đánh bắt gần và xa bờ để đảm bảo an toàn. Bản tin thời tiết biển ngày hôm nay cũng xin được khép lại. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Thank you.